vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Vô tận. Sẵn sàng. Kẻ địch sẽ rút về. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của NMH. Thì clip này NMH sẽ làm về vị tướng đó là Kharisip, một vị tướng gọi là pháp sư đi đường giữa, rất chính là mạnh ở thời điểm hiện tại, kể cả trong đấu giải thì người ta sử dụng rất chính là nhiều. Kharisip thì rất chính là phù hợp với đó là nhiều bộ combo khác nhau. Ví dụ trận đấu này thì anh em thấy thì tem bên mình đó là có Mina đúng không, thì Kharisip kết hợp với Mina thôi miên bằng chiêu cuối cực kỳ là tốt luôn. Ở giai đoạn đầu game thì tem bên địch tiến sáng bùa đỏ, tem bên mình cướp nhẹ. Ok, pha này thì này là ma lốc này. Ma lốc ủi tem bàn, hổ báo thế, ma lốc rất chỉ là hổ báo và nhận đó là cái kết đắng. Nhưng mà pha đó thì rừng tem mình, đó là mất con bùa đỏ anh em ạ. Và cuối cùng thì ma lốc ăn được con bùa đỏ. Bây giờ thì chuyển sáng đó là dành cho đó là Mina. Thì hiện tại bây giờ anh em thấy thì 1-1 đó là dành cho hai bên thôi, thế trận thì cũng chỉ đó là hòa hoãn. Thì hiện tại bây giờ anh em thấy thì tém bên địch hai người, hật tung hai người này. Hai người tém địch lại sáng rồi là cướp bua của ná rồi. Tầm này thì cẩn thận ná nha, ná mà mất bua sánh thì sẽ cực kỳ là phí á. Ok, hiện tại ma lốc này, hật tung ma lốc một phát này, sử dụng chiêu 1 này. Trời ơi, rừng tém mình lại mất là còn búa sánh nữa rồi. Lúc này búa đỏ không giữ được, giờ búa xanh không giữ được luôn. Pha này hy vọng là ăn được mạng của ma lốc. Và cuối cùng thì tiền ma lốc lên bảng điểm số. Ná tém mình không có búa sánh thì hơi yếu á. Rồi, pha này nhận thấy tém mình địch. Ô, hất tung được hai người tiếp này. Ôi, combo đẹp quá anh em ơi. Và tiền hai người của tém địch lên bảng điểm số. Double kill dành cho mình. Một pha kết hợp gọi là một cú kéo chuẩn xác và mình gọi là zone combo bằng hình mưa sao bắn. Hất tung bằng chiêu 2 và xả đá bằng chiêu 1 nửa tiền hai người tém địch lên bảng điểm số. Quá là đẹp, một pha gọi là giao tranh luôn. Thì anh em thấy thì búa sánh của tém địch đó là vừa xuất hiện. Anh em thấy thì lúc nãy mình vừa ăn được đó là rừng của tém bên địch. Mình nghĩ là rừng tém địch về sẽ di chuyển ra đó là form 8 con búa sánh này, mình sẽ núp đấy để bắt. Ok, đang nhận thấy tu lén của tém địch phạm con búa sánh. Rồi, pha này mình sẽ vào này, chắc chắn á, thì trong bùi này đúng không? Hật tung bằng chiêu 2 này, combo đó là bằng chiêu cuối và chiêu 1. Rồi, chạy đậu, mình vẫn đang còn tốc biến đuổi theo. Và tiền đó là tu lén tém địch lên bảng điểm số. Nhưng cuối cùng thì rú cá cũng rất chứ là nhảy anh em ơi. Rú cá tém địch lại hỗ trợ khá là kịp thời. Và cuối cùng thì tiền mình lên bảng điểm số. Nhưng như vậy thì rừng tém địch cũng rất chứ là thọt rồi. Nói chung pha đó thì một pha gọi là bướm ảo thì cũng giúp mình đó là cướp được đó là con búa sánh của vị tướng đó là tu lén, vậy là ok. Thì clip này mình cũng sẽ trình bày cho anh em cụ thể đó là về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là vị tướng Kharisip. Thì anh em cùng theo dõi, nếu cảm thấy đó là clip này hay đừng quên để like cho NMH gọi là một like, một đăng ký kênh đồ tinh thần nhé. Cảm ơn anh em rất chỉ là nhiều luôn. Thì với chất tướng đi mid á, khi anh em farm xong rồi thì anh em di chuyển dành cho mình. Bởi vì thường đám của các vị tướng gọi là pháp sư, các vị tướng đi đường giữa thì đó là đám vào trụ hạn chế. Ở giai đoạn đầu game thì lượng đám vào trụ thì cũng rất chỉ là yếu nữa. Nên là việc đó là anh em farm xong thì anh em di chuyển dành cho mình. Pha này thì cấu rỉa cũng khá là nhiều lượng máu của tém bên địch. Ma lốc thì đang khép góc đường về của tém bên mình. Khép góc đường về của mình nhưng không sao cả anh em ạ. Thì lính ở đường giữa thì nán rồi nên là mình cũng chả cần đó là di chuyển về nữa. Thì bây giờ thấy xa thủ của tém đi khá là thấp máu đúng không? Mình bật cái mưa sao bắn này, tăng tốc độ di chuyển này, hất tung bằng chiêu 2 này và sử dụng chiêu 1. Và cuối cùng thì tiền đó là theo nát tém địch lên bảng điểm số, theo thì cũng bật tốc biến. Mình thì còn một xíu máu. Ôi thôi xong rồi, pha này cuối cùng thì cũng không thể đó là chạy được. Nhưng mà dẫu sao thì pha đó một trao đổi thì cũng ok. Một đổi hái vậy là cũng được rồi. Cấu thêm được đó là cái tốc biến đến từ vị trí của xạ thủ tém bên địch nữa. Hiện tại bây giờ thì Mina tém mình cũng rất chứa trâu anh em ạ. Đám của Mina thì cũng rất chứa to đến từ đó là những phạt quái nồi tai nữa.
Ôi, ông ai gì đường ta thân không lấy cây trụ kia? Giúp cá gánh trên đường rồng rồi mà ông ai gì không lấy cây trụ luôn kia? Lấy trụ xong ăn rơi thì có lẽ là chưa muộn anh em ạ. Thôi không sao cả, bây giờ thì mình đó là sẽ đẩy thì lính đó lên cao nhá. Ông ma lốc này có vẻ là yếu thương Chrissy vậy anh em á. Thích bướm à. Đi theo liên tục anh em à. Kiểu là mình ở đâu cũng thấy đó là ma lốc hết đó. Hiện tại thì Zuka đang đuổi theo đó là Airy Temen Min nhưng mà không thành công. Đấy, lại thấy đỡ ma lốc nữa, ma lốc pha này thì chắc có để định bắt Airy nhưng mà không thành công anh em ạ. Rồi, này thì ma lốc luyện ngục của ma lốc được sử dụng. Pha này thì mình tốc biến, hất tung một phát tiền ma lốc lên bảng điểm số lại Zuka rồi. Lần này lại bị đó là Zuka bắt rồi anh em ạ. Zuka tem đích cũng rất chất tỉnh anh em ạ, hỗ trợ nhanh quá. Mà chất tưởng Zuka thì cũng là chất tưởng cỡ đồng nữa. Thế là cuối cùng thì mình không chạy được. SP tém địch gọi là di chuyển hơi bị xa luôn anh em ơi, di chuyển liên tục luôn này. Về chiếu thức của vị tướng Chrissy thì mình sẽ phân tích cụ thể cho anh em như sau. Chiếu thứ nhất thì bảo là anh em gọi là tung ra theo hướng chỉ định, trúng tướng địch thì gây sát thương, gọi là có bướm đi đó là bướm về như thế này anh em ạ. Đấy. Còn chiếu thứ hai thì anh em hất tung như thế này. Còn chiêu cuối thì anh em bật cái mưa sao băng thì gây sát thương trên diện rộng. Kiểu là mưa sao băng thì anh em cũng biết rồi. Mưa sao băng cầu nguyện á. Ok, thì hiện tại bây giờ thì hiện tại thì đáng thấy đó là ma lốc của tem bên đích. Nói chung chất tưởng ma lốc thì cũng khá là trâu bo. Và đặc biệt thì có cái luyện ngục có thể bò chạy nữa. Khi mất luyện ngục thì ma lốc sẽ kém cỡ đồng hết. Đối với Chrissy thì anh em cứ cấu rỉa bằng chiêu 1 dành cho mình. Sau đó cảm thấy ok thì hất tung bằng chiêu 2 rồi còn bó rồi đoan chiêu cuối vào để gây cái sát thương đó là trên diện rộng. Mịt tém đích đó là chất tưởng cá hí, một chất tưởng có khả năng đó là xả đám rất chết là xá xá hơn cả chiếu thứ của mình nữa. Bây giờ thì tém bên đích đang tập trung đây rất chết là đống nè, bất kỳ mưa sao bắn tiền đó là tu len tém đích lên bảng điểm số. Khá là hủ bảo đến từ vị trí của tu len tém bên đích nha. Đối với đó là Chrissy thì anh em cần lưu ý rằng đó là khi anh em sử dụng chiêu thức trúng địch thì bản thân Chrissy sẽ tăng tốc độ di chuyển. Luyện ngục của ma lốc được sử dụng tốc biến đến từ vị trí của đó là eo su tem bên mình nhưng mà cuối cùng thì cũng không thể chạy nổi. Bây giờ thì chắc là lên hỗ trợ này, ma lốc rất trâu, mất tốc biến đến từ vị trí của ma lốc tem bên đích nhưng mà cuối cùng thì cũng không chạy được. Ma lốc thì chỉ có một cái tốc biến, còn ná tém mình thì có đến đó là 3 lần lượt nên là chắc chắn thì không thể thoát khỏi được đó là vị trí của ná rồi. Một pha gọi là xoáy chiêu cuối khá là tốt đến từ vị trí của đó là ca hi của tém bên đích. Và anh em thấy thì khả năng đó là cống trụ của ca hi cực kỳ là tốt nhá. Trong đấu giải thì đội tuyển đó là V Gaming của Việt Nam cũng có đó là quân bay đánh ca hi cực kỳ là hiệu quả, gọi là một phong cách đánh mới và tạo ra gọi là một chiến thuật mới dành cho đó là vị tướng đó là cá hi anh em ạ. Anh em thấy thì nói chung mình thấy hiện tại thì giải AIC đang đấu và mình nhận thấy ra đội tuyển đó là V Gaming thì cũng rất chỉ là cảm xúc luôn. Ok, thì hiện tại bây giờ thì đang thấy tầm nhìn của hai người tem bên đích thì trận thì hiện tại bây giờ thì vẫn đáng đó là hoa hoàn thôi. Nói chung cũng chưa bên nào là có lợi thế quá lớn cả. Tém bên mình thì cái trụ đường giữa vẫn chưa lấy được cái trụ nào. Cái trụ đường ta thân thì vẫn còn đó là một xíu máu nữa. Bây giờ thì lúc đấy để xem bắt được mục tiêu nào hay không nhá. Tốc biến kéo nhưng mà cuối cùng thì cá hí của tém đi cũng rất tỉnh và lùi lại được. Vẫn chưa có thể tạo được đột biến. Hai bên thì vẫn đáng đó là nhấp nhà ở khu vực đường giữa anh em ạ. Hiện tại bây giờ thì anh em thấy thì Zuka tém địch đang bọc tuyến 6, bắt đó là FP, bắt đó là AD tém bên mình. Cuối cùng thì Zuka cũng lên bảng điểm số, một pha gọi là bắt không thành công. Luyện ngục của ma lốc được sử dụng, mình sử dụng cái tốc biến để né cú hất tung luyện ngục đến từ vị trí của ma lốc. Lượng máu của mình cũng khá là thấp, mất tốc biến đến từ vị trí của mịt tém bên địch. Khá là nhiều tốc biến. Mất trống đó là một pha đó. Hiện tại bây giờ tém bên mình đó đang đuổi theo tém bên đi anh em ạ. Lượng máu của mình thì cũng khá là thấp nên là mình sẽ lùi về một nhịp. Về cách combo của vị tướng Chrissy thì anh em cứ hất tung đó là đối thủ, đó là bằng chiêu 2 thôi. Rồi sau đó thì anh em gọi là sử dụng đó là chiêu 1 để gây sát thương. Rồi sau đó thì sử dụng đó là chiêu cuối để gây gọi là sát thương trên diện rộng. Còn nếu mà anh em muốn tiếp cận đối phương một cách nhanh nhất thì bật chiêu cuối để tăng tốc độ di chuyển, sau đó thì hất tung bằng chiêu 2, rồi sau đó thì chiêu 1. Nói chung thì cách combo nào làm sao anh em làm sao sử dụng cho hiệu quả là được.
Tại bên mình thì Mina gọi là chửi éo số rồi, và thực tế thì chất tưởng éo số thì gần như đó là 10 trận thì đến đó là 7 đến 8 trận nó bị chửi rồi. Thì đó là chuyện bình thường, chất tưởng gọi là bị chửi nhiều nhất liên quân. À đi rằn rồi, ra được cục nào đâu. Ô pha này, làm gì đây, đi áo nháy, áo nháy. Bắt Karisi không dễ, mỗi chỉ cần là hất túng một phát gọi là áo nháy liền anh em ạ. Bởi vì đám của Karisi thời điểm hiện tại cũng rất chỉ là ảo nhá. Một combo một màng là chuyện bình thường á, đấy là mới level 12 đấy. Mà một combo một màng còn ở giai đoạn cuối game thì chỉ cần cấu rỉa bằng chiêu 1, kết hợp thêm đó là phù hiệu thân quáng và đó là trường bùng nổ nữa, thì thực sự lấy đi khoảng đó là hơn nửa cái máu của tém bên địch là chuyện bình thường. Bởi vì đám của Karisi thời điểm hiện tại rất chỉ rất tốt nhá. Và khả năng dọn dẹp lính của Karisi cũng rất chỉ là tuyệt vời, vì thế trong đấu giải người ta sử dụng cũng rất chỉ là nhiều luôn. Chất tướng mạnh ở giai đoạn đó là cuối game. Bộ xanh bên ta chưa xuất hiện. Thì hiện tại bây giờ thì về thế trận á, thì tém bên địch gọi là nhỉnh hơn tém bên mình rồi, lấy hết đó là gian trù ngoài của tém bên mình rồi anh em ạ. Về chất tưởng thì tém bên địch cũng khỏe nên là không thể chủ quan được ở trận đấu này. Cũng hy vọng đó là eo su giai đoạn đó là về 6 bắn sẽ tốt dần lên, tránh trường hợp đó là FP tém mình gọi là bắt đầu nữa đấy. Cứ bắn thế thì ai chế đúng không? Hà gục được Zuka đó là trống trù luôn. Zuka nằm phới bùng kia, ổi cây bùng to quá trời luôn. Thì bây giờ đó là mình sẽ đó là núp đấy này. Anh em thấy thì mình nghĩ là tém bên địch sẽ di chuyển lên để bắt eo su đúng không? Rồi hai người tém mình núp đấy này, bất kỳ mưa sao bắn này, hất túng này, và sử dụng đó là chiêu 1 ăn được hai người luôn. Xà thủ a nhâm đó là rừng tém mình thì chỉ mất cái quả cầu băng sướng, mình thì cũng mất đó là cái tốc biến. Những bù lại thì anh em thấy thì ăn được hai điểm hạ gục của tém địch, vậy là quả là thành công luôn. Bây giờ thì mình có chiêu cuối rồi, thì chắc có lẽ bật cái mưa sao băng lên chơi luôn này. Có huấn chương trói đúng không? Này thì mà lốc này lên bảng điểm số này trâu, nhưng mà 4 đánh 1 thì không chột cũng que thôi. Đánh mãi vẫn chưa lấy được cái trụ đường dừa anh em ạ. Hơi khó khăn nha. Về phần trang bị dành cho vị tướng Karisi thì sẽ lên như sau. Đầu tiên thì sẽ lên đó là đôi giày xuyên giáp phép. Tiếp đến thì cái trường bùng nổ để những cú gọi là bướm đi bướm về, hoặc là những cú tung chiếu đó là sẽ đám nổ sẽ đau hơn, kết hợp thêm vào đó là phù hiệu thân quáng nữa. Sau đó thì một món đồ giảm hồi máu đó là cái sách trui hôn. Tiếp đến thì đó là vướng miền để giúp gia tăng cái lượng công phép. Sau đó thì trường hồn máng đó là giúp xuyên giáp phép, và cuối cùng quả cầu băng sướng để né đám. Đó là biểu đồ gọi là chuẩn chỉ nhất đó là dành cho đó là vị tướng Karisi. Ôi thôi xong rồi, pha này bị hồn máng tiền của theo nát choáng trúng rồi anh em ạ. Một pha chiếu cuối hồn máng tiền tốt, và cuối cùng thì mình chưa kịp phản ứng thì đã phải lên bảng điểm số rồi. Tưởng là ăn được con ta thân xế giá cánh mé tốt ái dè là cuối cùng thì mình lên bảng điểm số. Mina tém mình thì cũng rất trấu, eo su tém mình thì bắn đi bạn ơi, trúng hay không? Vẫn trúng nhưng mà vẫn chưa kết thúc được, màng bả đào dành cho theo nát rồi. Trận này thì IG tém mình hơi yếu anh em ạ, IG gọi là vẫn chưa bắt được đó là xà thủ tém bên đi cơ. Thì chắc có lẽ chờ giai đoạn V6 thôi, tém bên địch thì vẫn đáng đó là cống trụ rất chỉ là gắt. AD nó đau dày. AD nó sánh vậy thì anh em thấy thì nó bắn ra thì thôi xong ối rồi luôn. Lúc này mình dính một hồn máng tiền và nó bắn hai phát rồi là gần lên bảng điểm số rồi, đó là chuyện bình thường. Bây giờ thì anh em thấy thì Mina tém mình đang tánh rồi. Pha này mình sẽ không bắt ma lộc mà mình bắt Karisi, ăn được cái màn chấm dứt của Karisi. Nhưng mà Zuka tém địch thì cũng lao vào bằng cái trầm trọng lực, và cuối cùng thì mình cũng lên bảng điểm số. Zuka hay quá, mình chết mấy màn mà Zuka ăn đến đó là 3 đến 4 màn luôn anh em ạ. Lần nào cũng bị đó là Zuka bắt, Mina tém mình thì ngắm cơ. Éo xú toàn bị chửi à. Thực sự thì phá đổi là Mina lao lên rồi mình cũng tốc biến lao lên để bắt xà thủ tém bên địch. Mà anh em thấy thì eo su đừng ngắm phía sau mà chỉ cần bắn trật phạt thì thôi xong ối rồi luôn. Nên là vì thế những người chơi HP rất chỉ là ghét đó là eo su luôn anh em ạ. Nhưng mà eo su ở giai đoạn V6 thì nên bắn tay đi. Ôi phá này liều có chạy được hay không? Lần này mà không chạy được nữa thì thôi xong ối rồi, ôi thôi xong còn một xíu máu. Thôi xong rồi, lên bảng điểm số đến từ vị trí của eo su rồi. Hiện tại thì bây giờ này thì làm gì đây? Tiền mà lộc lên bảng điểm số này, ok. Thực sự thì eo su trong tay tém bên địch thì bắn giống như hack. Còn eo su mà trong tay rồi tém bên mình thì thôi xong, ối rồi luôn á.
Về phần phù hiệu dành cho Carissa thì mình cũng đã phân tích rồi, đó là phù hiệu đó là thân quáng nhá, để giúp đó là bản thân đó là Carissa, đó là phát huy tối đa sức mạnh từ những cú đó tung chiếu. Hiện tại thì phút đó là gần phút thứ 15 rồi, 3 giây nữa đó là con ta thân xê ra xuất hiện, thì chắc có lẽ hai bên cố gắng đó tranh chấp con ta thân xê ra. Và mình sẽ ping cho đồng đội đó là chú ý ta thân xê ra, anh em đâu lên nè. Máu dây lên đi anh em ơi. Rồi Mina tém bên mình thì đáng, đó là di chuyển lên tém bên địch thì đáng, đó là án ta thân xê ra. Rồi pha này lại chơi luôn nè. Rồi pha này mình bật cái mưa rào băng lên nè. Rồi Zuka tém địch, đó là trầm trọng lực lại vào mình, nhưng lần này thì mình có quả cầu băng sướng để nể đám. Và cuối cùng áo nháy trở lại, một phát kéo tốt đến từ vị trí đó là của Mina, và tiền ở 4 người của tém địch lên bảng điểm số. Airi tém mình chạp đó là 2, và chắc chắn thì lần này đó là tổng tấn công lên và kết thúc trận đấu thôi. Bởi vì anh em thấy thì tém bên mình có lợi thế rất lớn, ăn được 4 điểm hạ gục, bên cạnh đó có con rồng tiến phóng nữa. Và con rồng tiến phóng của thứ 15 này thì sẽ cực kỳ là khỏe. Malok cho dù có trâu bo đến đâu đi chăng nữa, chiều nắm nguồn ra thướng thì chắc chắn cũng không có cơ hội để luyện ngục nữa. Về bảng ngọc dành cho Carissa thì anh em sử dụng bảng ngọc, đó là phép hồi chiếu dành cho mình nhé. Ngọc đỏ, công phép và xuyên giảm phép, ngọc tín 5 viên tốc đánh tốc chạy, 5 viên công phép và hụt máu phép. Còn ngọc xanh, đó là ngọc giảm hồi chiếu. Và trận đấu thì kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Nếu cảm thấy hay hữu ích đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh. Bye bye.